Ốc Thanh Vân cần tha thứ chuyện chồng ngoại tình và cuộc sống ra sao ở tuổi 38. Ốc Thanh Vân là nàng diễn viên gốc Hải Phòng. Cô được biết đến với nhiều vai trò như diễn viên kịch, diễn viên phim truyền hình, phim điện ảnh, diễn viên lồng tiếng và MC. Với ngoại hình ưa nhìn cùng tài năng diễn xuất, cô nàng nhanh chóng đạt được nhiều thành công từ lĩnh vực nghệ thuật và chiếm được sự yêu mến của khán giả. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Hải Phòng, đến năm cấp 3 thì Ốc Thanh Vân theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống và học tập. Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, Ốc là biệt danh của cô. Ốc Thanh Vân sinh vào ngày 18 tháng 2 năm 1984 tại Hải Phòng. Chia sẻ về biệt danh Ốc, cô nàng cho biết vì rất thích các món ăn về con ốc nên nhờ vậy mà nghệ danh Ốc Thanh Vân ra đời. Sau nhiều năm kết hôn cùng với chồng là Nguyễn Minh Trí, tức Trí Rùa, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa đã có với nhau 3 người con. Các thiên thần nhỏ của nàng diễn viên này có tên thân mật là Coca, Cola và Cacao. Sự nghiệp của Ốc Thanh Vân. May mắn sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên thanh nhạc nên Ốc Thanh Vân ngay từ nhỏ đã nhận được sự bồi dưỡng về nghệ thuật. Cô đã từng được học qua các lớp nghệ thuật như múa, piano và hát. Khi đang học năm cuối cấp 3, Ốc Thanh Vân tham gia cuộc thi Triển vọng điện ảnh năm 2000. Với tài năng của mình, cô đã vượt qua nhiều thí sinh khác để có mặt tại vòng chung kết cuộc thi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nữ diễn viên còn xuất sắc đạt được thủ khoa đầu vào của hai trường cao đẳng sân khấu điện ảnh và cao đẳng sư phạm khoa thanh nhạc. Nhưng sau một năm theo học cùng lúc cả hai trường, Ốc Thanh Vân quyết định tập trung theo hẳn trường cao đẳng sân khấu điện ảnh. Khả năng nói được cả giọng nam lẫn giọng bắc đã giúp cho Ốc Thanh Vân có thể linh hoạt trong các vai diễn của mình, cũng như được tham gia lồng tiếng cho các dự án phim như Pushing Push, Cô Gái Xấu Xí, v.v. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với lĩnh vực kịch nói, có thể nói vai diễn Thủy trong vở kịch Người Vợ Ma giúp tên tuổi của cô nàng diễn viên đa tài này đến gần hơn với khán giả. Vai diễn của Ốc Thanh Vân cũng như Người Vợ Ma đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Vở kịch được biểu diễn hơn 450 lần tại sân khấu kịch Sài Gòn và thu hút được nhiều khán giả. Cũng chính vai Thủy đã đem lại cho Ốc Thanh Vân giải thưởng nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất HTV Awards năm 2007. Sau thành công với vở Người Vợ Ma, Vân lại có thêm cho mình nhiều trải nghiệm qua những nhân vật khác nhau trong các vở kịch Ngôi Nhà Hoang, Người Vợ Ma 2, Nước Mắt Người Điên, Chuyện Tình Mùa Thu, v.v. Không những trong lĩnh vực kịch nói, Ốc Thanh Vân còn là gương mặt quen thuộc với các khán giả màn ảnh nhỏ. Cô đã đóng nhiều bộ phim truyền hình với đa dạng các tính cách nhân vật khác nhau. Nhưng khi nhắc đến Thanh Vân thì ấn tượng nhất trong lòng khán giả có lẽ vẫn là vai Trân trong phim Tình Yêu Còn Lại và vai Cẩm Linh trong phim Cô Gái Xấu Xí. Ngoài phim truyền hình, Ốc Thanh Vân còn tham gia vào phim điện ảnh. Gần đây nhất, cô đã hết sức thành công với vai chính trong bộ phim điện ảnh Lật Mặt 48 giờ, Lật Mặt phần 5. Vai Nga của Ốc Thanh Vân được đánh giá là vai diễn có sức thử thách cao đối với diễn viên. Tuy nhiên, với kinh nghiệm cùng khả năng nhập vai xuất thần của mình, Vân đã thành công nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Cùng với sự yêu thích của người xem dành cho vai diễn của Ốc Thanh Vân, bộ phim Lật Mặt 5 đã có được doanh thu khủng và xác lập thêm nhiều kỷ lục cho series điện ảnh Đình Đám Lật Mặt. Ngoài là một diễn viên tài năng, nhờ có sự duyên dáng của mình, Ốc Thanh Vân còn giữ vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình và giải trí làm đẹp, ẩm thực như Chuyện Phái Đẹp, Bước Nhẹ Hoàng Vũ, Người Nội Trợ Hoàn Hảo, Điều Còn Muốn Nói. Không chỉ là một nghệ sĩ đa tài, Ốc Thanh Vân còn rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Được biết hiện tại cô đang sở hữu cho mình một thương hiệu mỹ phẩm có tên là Ốc Mama. Cô nàng thường xuyên giới thiệu về các sản phẩm của Ốc Mama trên trang Facebook Ốc Thanh Vân và được nhiều người quan tâm cũng như ủng hộ. Đời tư của Ốc Thanh Vân. Nhắc đến Ốc Thanh Vân, mọi người không chỉ biết đến cô là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, mà còn là một người mẹ ba con với cuộc sống hôn nhân viên mãn. Người chồng Nguyễn Minh Trí của Vân là mối tình kéo dài gần 20 năm và cũng là mối tình duy nhất của cô. Được biết, nữ diễn viên cùng chồng đã quen nhau từ khi cả hai còn học chung tại trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân. Nếu như Ốc Thanh Vân là một cô học trò ngoan ngoãn, học giỏi, thì chồng cô Nguyễn Minh Trí lại nổi danh là một cậu học trò khá nghịch ngợm. Dù vậy, nhưng Vân là người đã thích lên kế hoạch cưa đổ chồng mình trước và cũng đã khiến anh phải lòng cô nàng đến tận bây giờ. Nói thêm về chồng của Ốc Thanh Vân, anh tên là Nguyễn Minh Trí hay còn có biệt danh là Trí Rùa. Chia sẻ thêm về biệt danh Trí Rùa của chồng, Vân cho biết vì chồng có tính cách hơi chậm chạp nên cô đã lấy biệt danh cho chồng là Rùa kết hợp với tên Trí của chồng để gọi anh.
Sau nhiều năm quen nhau, Ốc Thanh Vân và Trí Đùa đã có một cái kết đẹp cho mối tình của mình bằng đám cưới lung linh vào tháng 10 năm 2008. Gia đình của Ốc Thanh Vân lại càng thêm trọn vẹn khi cô và chồng có với nhau ba nhóc tỳ đáng yêu, hai bé trai và một bé gái. Các bé được gọi với tên thân mật là Coca-Cola và Cacao. Những khoảnh khắc của vợ chồng Vân cùng các thiên thần nhỏ thường được cô chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Mặc dù không ít lần dấy lên tin đồn Ốc Thanh Vân ly hôn vì lục đục trong tình cảm, tuy nhiên cô thẳng thắn thừa nhận góc khuất trong hôn nhân của mình và chia sẻ cách xử lý đầy khôn khéo. Dù có là phụ nữ bản lĩnh, khi phát hiện chồng như vậy vẫn ghen, thậm chí ghen như điên. Nhưng sau đó mọi chuyện như thế nào thì phụ thuộc vào bản lĩnh của từng người. Tôi sẽ không đánh cũng không kiếm người kia mà rà soát lại chính mình, mối quan hệ của vợ chồng mình và rà soát lại người đàn ông của mình. Sự thật, nếu đã rơi vào trạng thái mất cân bằng và lơ lửng, lúc đó trong đầu không có cái gì hết. Nhưng nếu lỡ biết không đúng, thấy mình phạm phải một lỗi rất trầm trọng, hãy ngay lập tức tìm mọi cách chân thành nhất, thậm chí là chấp nhận hạ thấp bản thân mình xuống ở mức tận cùng, để người kia hiểu rằng mình đang rất muốn được sửa sai. Với cả đàn ông và phụ nữ, ở thời điểm đó vẫn còn có cơ hội để quay về. Lúc đó, những hình ảnh về gia đình, những gì đã có với nhau mới thật sự giá trị, để sau này nhắc nhở mình rằng không bao giờ được phạm phải một lần nữa. Trải qua gần 2 năm thử thách để nhận ra không thể sống thiếu nhau, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa mới tái hợp và tổ chức đám cưới vào tháng 10 năm 2008. Sau khi nên duyên vợ chồng, cả hai hạ sinh 3 người con. Tuy nhiên cuộc sống vẫn không ngừng thử thách nữ diễn viên Hương Phù Sa. Tổ ấm của cô từng có người thứ ba xen vào. Dù rất tức giận và ghen tuông, nhưng Ốc Thanh Vân đã dùng sự bản lĩnh của bản thân để giải quyết mọi khúc mắc giữa hai vợ chồng. Hơn một thập kỷ qua, dù bận rộn chăm sóc con cái và vun vén cho tổ ấm, song cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với sự hậu thuẫn từ người bạn đời. Một vài năm trở lại đây, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa còn có những thành công nhất định trong lĩnh vực kinh doanh. Bước vào độ tuổi 38, ba mẹ ba con không chỉ có một gia đình hạnh phúc mà còn sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Ốc Thanh Vân đang sinh sống cùng chồng trong căn biệt thự rộng rãi, có lối trang trí sang trọng và xây dựng khu sân vườn, tập yoga và không gian vui chơi riêng cho các con. Sử dụng xe hộp tiền tỷ hạng sang, gia đình còn thường xuyên đi du lịch sang chảnh trong nước và nước ngoài.